Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu gồm các ông Phan Thanh Long, Phan Văn Dũng và bà Lê Kim Anh đã tiếp xúc cử tri phường Hòa Minh nhằm chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, qua báo cáo của Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu, cử tri phường Hòa Minh bày tỏ đồng tình với dự kiến chương trình kỳ họp, cũng như việc thành phố kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri. Cử tri phường Hòa Minh đã kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, đề nghị thành phố sớm giải quyết, trong đó việc dự án chậm triển khai được nhiều cử tri nêu ra. Riêng cái dự án Hòa Phát Nam đã triển khai từ 2007, mà đến khi kết thúc thì bỏ dở nửa chừng từ bệnh viện Lao và khu Hòa Phát trở qua là đã chìm đắm trong thời gian quá lâu. Trong lúc đó thì nhân dân đang nằm trong dự án còn lại thì về việc xây dựng sửa chữa nhà rất là khó khăn. Cử tri phường Hòa Minh cũng đề nghị thành phố quan tâm vấn đề quy hoạch đảm bảo thoát nước đô thị, hạn chế tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn, sớm khắc phục tình trạng cáp viễn thông chằng chịt trên nhiều tuyến đường. Cử tri cũng đề nghị đảm bảo điện chiếu sáng tại một số khu vực, quản lý các lô đất trống, quan tâm đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là tình trạng bến cóc trước bến xe trung tâm. Một số xe là chạy tuyến như là Đà Nẵng, Huế, là xe là biển số 43 có, 51 có và biển số 15 có và xe 29 chỗ. Trước mắt thì là xe dù gì không biết nhưng mà bò ra đường. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cảm ơn những ý kiến tâm huyết và trách nhiệm của cử tri, đồng thời cũng đã chỉ đạo các sở ngành và quận Liên Chiểu thông tin cụ thể các vấn đề cử tri nêu ra. Đối với các dự án đầu tư công đang triển khai tại quận Liên Chiểu, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các ngành và quận Liên Chiểu cần tập trung tháo gỡ khó khăn, bao gồm cả thủ tục, vốn và mặt bằng để làm dứt điểm, đề nghị cử tri giám sát việc này. Về đề án xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, hiện nay thành phố đang triển khai và sẽ sớm công khai danh mục các địa điểm để cử tri biết. Về vấn đề các tỉa cây xanh các tuyến đường, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ giám sát chuyên đề việc này. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị các sở ngành liên quan tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc mà cử tri nêu, liên quan đến mỹ quan đô thị, cáp viễn thông, xử lý ô nhiễm môi trường, điện chiếu sáng, an toàn giao thông.